Sau khi cộng đồng kinh tế ASEAN AEC chính thức được thành lập vào cuối năm nay, thì lĩnh vực việc làm được xem là có sự chuyển biến lớn khi các lao động có tay nghề được phép tự do di chuyển trong thị trường lao động rộng lớn của ASEAN. Đây là cơ hội để Việt Nam thu hút được các nhân lực bậc cao đến làm việc, bổ sung cho những vị trí mà nhân lực trong nước chưa làm được. Anh Merrick Noel đang tham gia xây dựng các phần mềm theo yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước tại công ty phần mềm FPT. Từ Philippines sang Việt Nam được một năm, khi mới sang là sự lo lắng về ngôn ngữ, môi trường sống. Và bây giờ, Merrick hoàn toàn hòa nhập bởi sự chuyên nghiệp và thân thiện của nơi anh đang làm việc. Tôi đang làm dự án trên nền công nghệ net, thực hiện các ứng dụng trên nền tảng web cho khách hàng Singapore. Đầu tiên, tôi có những trải nghiệm tại Việt Nam, một trải nghiệm tuyệt vời mà không phải ai cũng có cơ hội. Hiện các ngành viễn thông, công nghệ thông tin, ngân hàng đang rất cần nguồn lao động từ Singapore, Malaysia, Philippines, bởi nguồn lao động này có chất lượng tốt, mức lương vừa phải, không quá phức tạp để tuyển dụng và phải trả lương cao như lao động các nước Âu, Mỹ. Nhân viên người nước ngoài tại các nước ASEAN đóng góp nhiều trong việc phát triển kinh doanh của chúng tôi tại thị trường ASEAN. Cụ thể ở đây là Singapore, là Malaysia, là Philippines. Đấy thì ở trong cái bức tranh đó thì các bạn vẫn đóng vai trò như tôi vừa chia sẻ là cái cầu nối giữa cái thị trường bản địa với cái lực lượng sản xuất lớn nhất ở tại Việt Nam. Nắm bắt được xu hướng này, nhiều công ty phần mềm Việt Nam đã mở các chi nhánh, văn phòng đại diện tại một số nước ASEAN nhằm có thể tìm kiếm và tuyển dụng trực tiếp nhân lực để đưa về phục vụ trong nước. Tuy nhiên, về lâu dài, Việt Nam phải có sự chủ động về nhân lực trong nước để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Chuẩn bị tốt nhất để lao động Việt Nam có thể giữ được cái việc làm ở trong nước cũng như là thâm nhập các thị trường nước ngoài. Và mặt khác thì cũng đặt ra những cái giải pháp kỹ thuật để làm sao mà làm chậm lại, thậm chí là ngăn chặn ở các cái vị trí mà lao động Việt Nam có thể làm được chứ không cần động nước ngoài. Dĩ nhiên phải hài hòa, tức là một mặt bảo vệ cái việc làm cho trong nước, nhưng mặt khác thì cũng phải tạo cái điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư để thấy rằng là cái thị trường Việt Nam vẫn là thị trường hấp dẫn có thể đến được. Lao động Việt Nam cũng có cơ hội dịch chuyển làm việc trong các nước ASEAN để tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, các chuyên gia kinh tế lao động chỉ ra là lao động Việt Nam phải đảm bảo cả kỹ năng, kỷ luật lao động và ngoại ngữ tốt. Nếu chỉ làm chuyên môn tốt thì chưa đủ để tìm kiếm việc làm trong khối ASEAN.